Theo thông tin của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, sáng nay một trận động đất có độ lớn 5,7 đã làm rung chuyển huyện Aihequi thuộc khu tỉnh tự trị Kyrgyz ở Kinshu, khu tự trị Tân Cương và vùng biên giới Kyrgyzstan. Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết trận động đất có độ sâu tâm chấn là tiêu 10 km, tâm chấn nằm ở tọa độ 41,15 độ Vĩ Bắc và 78,67 độ Kinh Đông. Số liệu này đã có điều chỉnh về độ lớn của trận động đất so với thông tin ghi nhận trước đó của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức là 6. Trước đó vào ngày 23 tháng 1 vừa qua, gần khu vực biên giới, khu vực trên tại biên giới Trung Quốc, giáp Kyrgyzstan cũng đã xảy ra trận động đất có độ lớn 7,0 khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 50 người bị thương và hơn 12.400 người phải sơ tán. Động đất mạnh còn phá hủy gần 40 ngôi nhà, làm hư hại hơn 80 ngôi nhà khác và gây nhiều thiệt hại về tài sản.